Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe iPad 2 tháng đùm, 2 tháng bi. Xe là như mới luôn. Đấy, coi như các bạn nhìn trên màn hình. Xe như mới luôn. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây, đây bộ đầu của nó đây. Chuông xoay nha. Tay đè giống mặt đồng hồ. Đấy. Xe đẹp long lanh đây. Đấy, này. Như mới luôn đúng không? Đấy, lát mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây. Đó. Đèn bé ton là 6 bóng nhé. Này, đèn bé ton. 6 bóng. Đây. Vỏ zin này. Đó, vỏ bé ton nhé. Đây các bạn nhìn cái độ mà đấy cái bánh của nó này, này. Đấy. Đây. Soi gương được luôn này, cái vành ấy. Đùm đây. Này đùm này, Shimano này. Đúng không? Quá mới đúng không? Đấy. Đây. Mới từng chi tiết luôn nhé. Đấy, vỏ này. Đây. Đấy, đùm này. Quá đẹp luôn. Đây. Ở góc quay này thì các bạn nhìn cái con xe nhé. Đây. Sơn của nó đây. Đó. Bắt nét cho các bạn xem nhé. Quay rất kỹ và rất nét nhé. Đây. Đấy. Con này sơn zin mà nó đẹp như thế này. Đấy, chỗ này nó chảy tí. Đây nhé. Tí nhất là chảy tem nhé. Chảy tem chứ không có ảnh hưởng nước sơn. Nước sơn còn rất đẹp. Ở đây thì nó có cái ngày là 22 tháng 8 năm 23 nhé. Đây, số 3 này, năm 23 này. Đây. Cận cảnh các bạn nhìn thấy cái sơn này thế nào, xe này mới không? Quá mới đúng không? Vào đây nhé. Cái điểm này nữa thì các bạn nhìn cái này này. Đây, nó còn nhựa mà nó còn mới như thế này này. Chỗ này thì có cái vết này lau thì nó hết nhé. Nhưng mà cái nhựa này, những cái chỗ mới này các bạn để ý những cái nhựa này. Đúng không? Đấy. Long lanh luôn. Đó. Đây cái dây Cura này. Này. Cái đùm các bạn nhìn cái đùm này. Bắn nét cho các bạn nhìn cái đùm nhé. Đấy, cái dây Cura này. Đây. Như mới đúng không? Này. Mới kinh hồn luôn đấy. Này. Đấy. Vành sau cũng vậy nha. Cũng long lanh để bắn nét cho các bạn xem này. Này cái vành đó, này, vành mà nó giống như ở trong xưởng ra. Này vỏ này. Bắt nét nha. Đấy chỗ nào cần nét mình nét cho các bạn xem này. Như mới đúng không? Này. Cái này thì lắp mình sang xéo kim lấy cho cái vỏ này các bạn nhìn, vỏ như mới luôn. Rất đẹp. Đấy. Đây, nhìn cái Cura này, cận cảnh các bạn nhìn cái Cura này. Đấy nhìn cái đùm này nè. Quá mới đúng không? Lên cái này nữa. Bé ton nhé. Bé ton luôn. In bé ton luôn này. Đây các bạn nhìn chữ bé ton không? Này. Đấy chữ bé ton còn nguyên nhé. Này. In còn zin đét luôn này. Con xe này đẹp lắm. Đấy à, các bạn nhìn cái quả đùm của nó này. Mới kinh hồn luôn. Đấy, xe là có ấy nha, có vành inox sáng choang, sáng chói luôn, có cái gì ta, lại quên, túng từ rồi, có đồng hồ bơm luôn, đây, đấy, xe rất đẹp luôn, này, khóa luôn nhé. Hôm nay cái chỗ này mình tháo ra để chuẩn bị xây nhà cho nó rộng, mình đi vòng xung quanh được. Đây. Cứng ngắc rồi nhé, này cứng này, các bạn nhìn cái nó chối không đấy, rồi, này, đấy, đời 2023 mà nó đẹp như thế này, chỗ này là vết dơ nhá, cái này chùi hết này, này, đấy, chùi hết này, nó mới này, bắt nét cho bạn xem cận cảnh nhé, mấy cái chỗ này là dơ nhá, nó dơ, nó chảy, chưa có lau luôn. Đấy, đây.
Đấy, các bạn để ý các cái chi tiết này, này. Như xuất xưởng luôn. Đấy. Đùm là cái giò này còn trắng bóc nhé. Mấy vết này chưa lau là lau hết. Đấy. Đây. Cận cảnh luôn này. Này nhá, này. Này, đây. Đấy, mình quay gần cho chả ai quay như mình, quay cận cảnh không. Đấy. Đây. Cái quả đùm của nó này. Này, nó trắng bóc luôn này. Đây. Đấy, Shimano Netsu tem vàng luôn nhé. Mọi thứ là còn vàng ké. Đấy. Đẹp chưa? Đây, tem đây. Đẹp long lanh luôn. Quá đẹp. Cái dòng xe mà như thế này là hiếm lắm nhé. Lâu lắm mới gặp một con ấy. Hôm rồi có con 5 số nó cũng đẹp như thế này. Con này là con 3 số. Đây các bạn nhé. Các bạn nhìn cận cảnh cái vành này. Đấy, nó mới như thế này. À, quay cận cảnh cho các bạn xem này. Đấy. Nhìn cái quả đùm trước này là ấn tượng này. Là thấy sang xịn này, này. Phanh bi nhé. Mà cái đùm nó to như thế này, này. To tổ bố này, này. Đấy. Rồi. Một con xe quá đẹp luôn. Cực chất. Đây các bạn nhìn cái đùm của nó này. Đúng không? Mọi thứ là đều đẹp. Đấy, cái đèn sau còn mới chát. Bé to này. Bé to này. Yên bé to này. Còn nguyên nhá. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ test chớn cho các bạn xem. Chớn con này thì thôi rồi đấy. Con này nó có chân chống chữ A thì mình test chống nhá. Còn cái chân chống dọc cái chân chống kia của mình, chân chống inox của mình nó hư rồi. Giờ các bạn thông cảm nha. Đây. Tay đè. Lên tay đè. Bây giờ mình quay cho các bạn xem. Đời 2023 nhá. Mới, như mới luôn. Xe đẹp lắm. Cái đùm này, âm thanh của nó này. Trời, tuyệt vời. Rồi con xe rất đẹp luôn nhé. Đây này, mình quay cận cảnh lần nữa các bạn xem này. Như mới. Đấy. Quá mới đúng không? Các bạn nhìn cái tem zin này. Đấy. Quá đẹp nhé. Rất đẹp luôn. Đây, mình quay chi tiết thật kỹ cho các bạn xem nhé. Bạn nào có nhu cầu thì gọi mình nhé. Đấy. 2 tháng là ok nhé. Tháng nhôm đúc hết. Rồi. Đây. Một con xe đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Màu đẹp này. Sườn nhôm, sơn zin, đồ đẹp. Mới long lanh như các bạn đã thấy mình quay cận cảnh rồi. Bạn nào thích thì gọi cho mình 0939086797. À, mình nói luôn nhé, xe này thì nó có nhiều loại. Có con thì ví dụ nó được 10 điểm. Có con nó 8 điểm, có con nó 7 điểm. Như thường thì nó 8 điểm trở lên. Có con 8, mấy con 9 điểm nó khác, giá nó khác. Cái con 10 điểm giá nó khác. Có một số bạn thì cứ bảo là trước mua gọi là bấy nhiêu tiền, giờ sao cái con này nó mắc hơn. Đương nhiên, tiền nào của đấy. Mình tính mình nói thẳng, nói thật, tiền nào của đấy. Các bạn những con xe đẹp như này mà các bạn cứ muốn mua bằng cái giá cái con xe nó trung bình cộng thì không được rồi.